Chào mừng quý vị đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh, trở lại với chương trình. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Voa. Dạ, sau một tuần vắng mặt thì bây giờ chắc có lẽ là luật sư Khanh sẽ nhận được, ngày hôm nay sẽ nhận được rất là nhiều những thắc mắc, những câu hỏi từ quý khán thính giả vì một tuần rồi không có được cập nhật tin tức. Ngày hôm nay chủ đề là Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đòi bảo hiểm y tế khi cấp visa cho người sang Mỹ định cư. Với cái chủ đề này thì một lần nữa Trà My xin nhắc lại là cái quy định là bây giờ phải ràng buộc cái vấn đề là người muốn đi định cư Mỹ thì phải có cái khả năng mua được bảo hiểm y tế cho mình, hoặc không có khả năng mua đó thì cái người bảo lãnh phải mua. Nhưng mà cái quy định này bị gặp một số cái thách thức ở kiện tụng ở tòa án, và sau những cái dùng dằng tranh cãi thì hiện bây giờ phía Bộ Ngoại giao Mỹ họ vẫn giữ nguyên cái quy định của họ là đối với những người nào từ bên ngoài nước Mỹ muốn vào nước Mỹ định cư phải chứng minh có đủ cái điều kiện để mua bảo hiểm y tế, vì vấn đề y tế ở Mỹ là một vấn đề đòi hỏi chi phí rất là cao. Chính quyền Trump không muốn có thêm những cái gánh nặng xã hội đối với những di dân, những người nhập cư vào đây và xin những cái trợ cấp xã hội về mặt y tế. Xin nhường lời cho luật sư Khanh, mình có những cái gì cập nhật thêm xin ông vui lòng cho biết. Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như quý vị đã biết, lúc mà Khanh và chị Trà My làm đài cách đây cũng hơn một tháng, thì Khanh và chị Trà My có nói về cái vấn đề là sở di trú họ bắt đầu họ đòi là họ đưa ra một cái đơn mới, và họ bắt đầu nói là những cái người mà xin thẻ xanh ở bên Mỹ này thì phải chứng minh rằng là họ sẽ không thể là một cái gánh nặng cho xã hội. Và cái phần thứ hai á, là họ đòi hỏi là những cái người này họ muốn xin thẻ xanh bên Mỹ cần phải mua bảo hiểm y tế hoặc là chứng minh có khả năng để mua bảo hiểm y tế. Và trước hết là Khanh nói là sở di trú ở bên Mỹ họ đưa ra cái này, họ bắt buộc những người đang ở bên Mỹ mà trong cái quá trình mà xin thẻ xanh thì phải làm như vậy. Thì tương đương với cái việc đó thì quý vị biết có rất nhiều người đang ở nước ngoài để mà xin thị thực để vào nước Mỹ chẳng hạn. Thì những cái người đó phải xin qua Bộ Ngoại giao, coi như là những lãnh sự quán ở những nước ngoài, và lãnh sự quán là được điều khiển bởi Bộ Ngoại giao. Và Bộ Ngoại giao cũng đưa ra một cái tin nói rằng là Bộ Ngoại giao cũng tuân theo những gì Sở Di trú bên Mỹ đang làm, bởi vì họ cũng muốn nói là họ cũng muốn những cái người từ đang nước ngoài mà muốn xin những cái thị thực để mình định cư vào nước Mỹ chứng minh rằng là họ cũng không có sẽ là một cái gánh nặng cho xã hội. Và cái thứ hai là họ cũng có đủ khả năng để mà họ mua bảo hiểm y tế nếu mà cần thiết. Thì thưa quý vị, tới ngày 11 tháng 10 thì có quan tòa họ đã ngăn chặn sở di trú bên Mỹ về cái vấn đề là không có được xài cái đơn mới để mà nói chung về là cái đơn bảo trợ tài chính mới để nói về những cái người này có thể là trong tương lai có thể trở thành một cái gánh nặng xã hội hay không. Và kèm đó nữa, quan tòa liên bang có nói là sở di trú không có thể áp dụng cái luật mà để nói là đòi hỏi những cái người đang ở bên Mỹ xin thẻ xanh phải chứng minh rằng là họ có đủ khả năng họ mua bảo hiểm y tế hoặc là bắt buộc họ phải mua bảo hiểm y tế. Thì cái đó hiện tại bây giờ những cái người nào đang bên Mỹ đang muốn xin thẻ xanh thì không cần phải tuân theo cái luật đó ngay bây giờ, bởi vì bây giờ là cái luật đó đang bị ngăn chặn lại bởi vì tòa liên bang. Nhưng mà tòa liên bang lại không có thẩm quyền với những cái quyết định của bên Bộ Ngoại giao, có nghĩa là Department of State đó. Thì giống như Khanh nói, Department of State điều khiển những cái lãnh sự quán mà quý vị ở nước ngoài sẽ đi vào để mà lấy cái cuộc hẹn để phỏng vấn, để xin thị thực ở bên đó. Nên vì vậy bây giờ lãnh sự quán họ ngày 24 tháng 10 năm 2019, cách đây gần 2 tuần á, thì họ lãnh sự quán có đưa ra một cái thông tin, lãnh sự quán nói rằng là lãnh sự quán sẽ tuân theo những cái gì mà bên sở di trú họ đưa ra về cái vấn đề gánh nặng xã hội và cái đòi bảo hiểm y tế. Nhưng mà lãnh sự quán họ nói là họ đang trong cái giai đoạn mà họ làm một cái đơn mới để mà bắt buộc những cái người đang xin thị thực hiện tại bây giờ phải điền cái đơn này. Nhưng mà vấn đề là họ nói là họ phải dùng ít nhất là 60 ngày để mà qua cái giai đoạn mà người ta phải, những cái người ngoài góp ý kiến về cái đơn này như thế nào. Và một khi góp ý kiến xong thì cái đơn này sẽ được Bộ Ngoại giao họ xài. Và tới lúc đó thì Bộ Ngoại giao sẽ áp dụng cái luật mà coi như là quý vị phải chứng minh rằng là quý vị có đủ khả năng để mua bảo hiểm, hoặc là quý vị có đủ khả năng để mà coi như là không có phải là một cái gánh nặng cho xã hội sau khi quý vị được thị thực và qua định cư bên nước Mỹ. Thì hiện tại bây giờ Bộ Ngoại giao có nói là những cái người nào mà đang trong cái quá trình để mà xin visa bây giờ
thì không cần thay đổi gì cả. Và một khi Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái đơn mới này thì họ sẽ có thể báo cho quý vị biết là quý vị có cần làm hay không. Thì Khanh sẽ tách rời ra một cái bước xa hơn nữa, là có nghĩa là những quý vị nào đã có cái cuộc hẹn với bên là lãnh sự quán để mà phỏng vấn, thì Khanh nghĩ là cho dù Bộ Ngoại giao họ có thay đổi cái luật này thì nói chung là cái hồ sơ của quý vị đã có hẹn rồi, quý vị cứ đi phỏng vấn, và Khanh sẽ không có nghĩ là Bộ Ngoại giao sẽ làm khó dễ quý vị và bắt buộc quý vị phải chứng minh rằng là quý vị phải, một là có khả năng để mà mua bảo hiểm y tế lúc mà quý vị qua, hoặc là hai là những người bên Mỹ sẽ chuẩn bị mua bảo hiểm y tế cho quý vị. Thì Khanh nghĩ những cái người đã có cái cuộc hẹn phỏng vấn rồi đó thì không phải lo cái đó. Nhưng mà những người nào mà đang trong quá trình làm cái giấy tờ này và đang hẹn cái cuộc hẹn phỏng vấn đó, thì Khanh sẽ nghĩ rằng là một khi Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái đơn mới này thì họ có thể áp dụng cái luật mà nói chung là đòi quý vị phải có khả năng để mua bảo hiểm y tế, hoặc là cái người bảo lãnh quý vị bên này sẽ coi như chuẩn bị để mua bảo hiểm y tế cho quý vị. Và cái thứ hai nữa rằng là làm sao để mà chứng minh ra rằng là trong tương lai quý vị, một khi quý vị định cư qua Mỹ, sẽ không có phải là một cái gánh nặng cho xã hội để xin mấy cái phúc lợi xã hội. Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, nhưng mà để chứng minh thì là họ đòi hỏi những cái quy định mà họ đòi hỏi tối thiểu là như thế nào? Số tiền trong nhà băng, số tiền mang qua Mỹ, số thu nhập hay là như thế nào để chứng minh là tôi có thể mua bảo hiểm và chứng minh được trong thời gian bao lâu? 1 năm hay là nửa năm hay như thế nào? Thưa chị, thông thường về cái vấn đề chứng minh để mua bảo hiểm á, thì họ quay ngược rằng là họ nói họ, trước hết họ nhìn cái người được bảo, cái người đứng ra để bảo lãnh. Người ta nhìn cái người đứng ra để bảo lãnh coi như có khả năng cái người đứng ra bảo lãnh có thể mua được bảo hiểm y tế cho những cái người được bảo lãnh qua hay không. Bao gồm rằng là nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh có tiền, họ có thể bỏ tiền ra họ mua bảo hiểm riêng. Hoặc nếu mà cái người được bảo lãnh là coi như vợ hoặc chồng hoặc con cái của người đứng ra bảo lãnh đó, thì họ coi rằng là cái chương trình bảo hiểm y tế của công ty mà cái người này đang làm, họ có thể nào mà họ cho cộng vào những cái người được bảo lãnh được qua hay không. Quý vị nhớ Khanh nói rõ là vợ chồng con cái, bởi vì nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh quý vị là người anh chị em của quý vị, hoặc là người bố hoặc là người mẹ của người đã quá 21 tuổi rồi, thì những cái người được bảo lãnh đã quá 21 tuổi hoặc là những người anh chị em thì thông thường không có được bao gồm theo trong cái gia đình, bởi vì cái từ gia đình của bảo hiểm y tế nó bao gồm là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và cái thứ hai nữa là vợ chồng. Thì thông thường ví dụ đó nhé, Khanh nói bây giờ bảo lãnh anh chị em đi chẳng hạn, cái người đứng ra bảo lãnh anh chị em họ không có thể nào mà bao gồm anh chị em vào trong cái bảo hiểm của công ty của họ được, thì họ phải chứng cái người đứng ra bảo lãnh, một là phải chứng minh rằng là họ có đủ tài khoản để mà mua bảo hiểm y tế cho những người được bảo lãnh qua, hoặc hai những cái người được đi á, những cái người xin thị thực để qua Mỹ họ phải đứng ra họ chứng minh là họ có đủ khả năng và đủ số tiền để mà họ mua bảo hiểm y tế cho họ lúc họ qua Mỹ. Và giống như chị Trà My hỏi là nếu phải mua bao lâu, hoặc là mình phải có như thế nào, thì quý vị nhớ lúc mà là Khanh làm chương trình lần vừa rồi đó, thì Khanh có nói là bảo hiểm y tế này không có cần có phải là một cái bảo hiểm mà coi như là comprehensive, có nghĩa là bao gồm tất cả những cái sự việc y tế cho quý vị. Cái bảo hiểm y tế này có thể là cho những cái trường hợp khẩn cấp thôi, có nghĩa là quý vị vào bệnh viện khẩn cấp đó thì quý vị cần phải mua cái đó, thì những cái đó nó rất là rẻ hơn, cái số tiền quý vị trả mỗi tháng nó rất là rẻ, có thể 100 mấy 200 một tháng. Còn nếu mà quý vị mua cái bảo hiểm y tế mà nó bao gồm tất cả, có nghĩa là mỗi lần quý vị đi khám bác sĩ thì bảo hiểm này sẽ trả một phần, và quý vị sẽ trả một phần nhỏ, hoặc là quý vị đi mua thuốc thì bảo hiểm sẽ trả một phần, quý vị sẽ trả phần nhỏ, thì những cái số tiền nó sẽ cao hơn, hình như 400-500 một tháng tùy theo cái tình trạng sức khỏe của quý vị nữa. Và cái bảo hiểm này á, cái luật về cái vấn đề bảo hiểm y tế họ chưa có liệt kê ra cái thời gian bao lâu quý vị phải duy trì cái bảo hiểm này. Khanh nghĩ trong tương lai họ phải nói ra thôi. Và nếu mà Khanh dự đoán đó thì Khanh nghĩ là ít nhất cũng là một là 10 năm, hoặc hai là từ cái lúc mà cái người được bảo lãnh trở thành quốc tịch. Bởi vì chính cái đơn bảo trợ tài chính có nói rằng là cái trách nhiệm của người đứng ra làm bảo trợ tài chính kéo dài một trong hai trường hợp, một là ít nhất là 10 năm từ cái ngày cái người được bảo lãnh qua nước Mỹ có thẻ xanh hơn 10 năm, hoặc hai là từ cái ngày được cái người bảo lãnh họ nhập tịch. Cái nào sớm nhất thì cái trách nhiệm của cái người bảo trợ tài chính sẽ hết. Thì nếu mà chị Trà My có hỏi Khanh về cái vấn đề là nghĩ cái bảo hiểm y tế cần phải lo bao lâu á, thì Khanh cũng nghĩ sẽ tuân theo cái thời gian, có thể tuân theo giống như cái quyết định của bên cái đơn bảo trợ tài chính, có nghĩa là một 10 năm từ cái ngày mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ, hoặc hai
là cái ngày cùng cái người bảo lãnh họ nhập tịch, cái nào sớm nhất thì coi như là cái trách nhiệm bảo hiểm y tế sẽ cắt đứt. Thì đó là Khanh nghĩ bây giờ, nhưng mà vấn đề là cụ thể là chưa có cái thời gian cố định, bên sở di trú họ chưa có nói cái thời gian cố định là quý vị phải mua bảo hiểm y tế bao lâu, nhưng mà nếu mà Khanh dự đoán thì Khanh sẽ dự đoán như vậy. Dạ vâng, như vậy thì bây giờ để mà chứng minh đó thì cái người mà được bảo lãnh đó họ có cần chứng minh là tối thiểu họ có bao nhiêu tiền để có thể là trang trải được cái bảo hiểm y tế ít nhất trong vòng 1 năm đầu hay không? À, dạ thưa chị, thì Khanh nghĩ ít nhất là cũng là như vậy. Thì giống như Khanh nói, bên sở di trú một khi họ đưa ra cái luật này, họ chưa có nói rõ rằng là mình phải chứng minh là mình phải có đủ khả năng để mua bao lâu. Họ chỉ nói rằng là quý vị phải chứng minh, một là cái người đứng ra bảo lãnh quý vị bên nước Mỹ và làm cái đơn bảo trợ tài chính có đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế cho quý vị, chưa có nói bao lâu, chỉ nói là để mua thôi nhé. Dạ vâng. Hoặc hai, quý vị người nào mà được bảo lãnh qua đó, mà cái người di dân đó, thì họ phải chứng minh họ có đủ khả năng và đủ tài chính để mua bảo hiểm, mà họ cũng nói là chưa mua bao lâu. Nhưng mà nếu mà giống như chị nói, Khanh nghĩ chị nói là có thể bao lâu, Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 1 năm, chứ không phải mình mua 1 tháng xong mình bỏ. Dạ vâng. Thưa luật sư, như vậy thì ngay lúc này và sắp tới đây đó thì những người nào mà đang sắp sửa được phỏng vấn xin visa định cư bảo lãnh á mà không chứng minh được thì họ bị bác. Rồi thì có cái cách nào kế tiếp? Những cái người mà bị bác đó thì sẽ phải làm như thế nào? À, thưa chị, thì hiện tại bây giờ Khanh nói là nếu mà bây giờ Bộ Ngoại giao họ vẫn chưa có áp dụng cái này, bởi vì họ nói là họ cần phải làm cái đơn mới để mà cho những người xin thị thực vào nước Mỹ họ phải điền. Và cái vấn đề là cái đơn mới là ít nhất là họ phải đợi ít nhất là 60 ngày để mà cho những cái người ngoài góp ý kiến về cái đơn như thế nào, và phải qua cái quá trình giống như là đưa ra góp ý kiến, rồi xong nếu có chỉnh sửa gì sẽ chỉnh sửa trước khi đưa cái đơn này được áp dụng. Thì hiện tại bây giờ Bộ Ngoại giao họ nói họ đang làm cái việc đó, nhưng mà Khanh cũng chưa thấy cái đơn, Khanh cũng chưa có thấy những cái thông tin gì mới ngoài ra cái thông tin Bộ Ngoại giao họ nói họ sẽ làm. Và cái thứ hai, Bộ Ngoại giao trong cái thông tin mà ngày 24 tháng 10 đó, họ cũng nói rằng là những cái hồ sơ hiện tại bây giờ vẫn tiến tới như bình thường, không có cần phải chứng minh gì về vấn đề là có đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế. Còn ví dụ giống như để mà trả lời câu hỏi của chị á, nếu mà trong tương lai Bộ Ngoại giao họ có áp dụng cái vấn đề là quý vị phải chứng minh khả năng của quý vị và có thể mua bảo hiểm y tế đó, thì tới lúc mà quý vị phỏng vấn, quý vị phải nhớ nha, tới lúc quý vị phỏng vấn đó mà quý vị không có đủ khả năng thì bên Bộ Ngoại giao họ có thể đưa ra một cái lá thư xanh và nói là quý vị phải bổ sung, quý vị đi về, quý vị bổ sung bằng cách là chứng minh làm sao cho bên Bộ Ngoại giao họ thấy rằng là quý vị có đầy đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế nếu mà quý vị chưa chuẩn bị. Và họ sẽ cho quý vị một cơ hội để chỉnh sửa chứ không phải là không. Thì giống như quý vị nào mà đi phỏng vấn, quý vị cũng biết có nhiều lúc mà bên lãnh sự quán họ nói đi về đi, chúng tôi cần phải thêm cái này, quý vị phải bổ sung thêm cái kia. Thì giống như Khanh nghĩ, nếu mà Bộ Ngoại giao họ áp dụng cái này thì lãnh sự quán lúc mà phỏng vấn quý vị mà quý vị không có đầy đủ đó, lãnh sự quán sẽ nói ok về tìm cách để bổ sung hồ sơ rồi chúng tôi mới cấp. Còn nếu mà quý vị không có đầy đủ hồ sơ thì chúng tôi sẽ coi như bác cái hồ sơ quý vị. Thì ít nhất mình sẽ có một cơ hội để mà mình chỉnh sửa lại cái hồ sơ mà để mình chứng minh rằng là mình, một là có đủ khả năng để mà mua nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh mua không được, hoặc hai cái người đứng ra bảo lãnh họ sẽ nói họ sẽ có đủ khả năng để họ mua. Và vấn đề là Khanh nói quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị phải mua bảo hiểm mà coi như là lo toàn bộ cho quý vị. Tại vì cái luật này nó nói là quý vị có thể mua bảo hiểm trong trường hợp khẩn cấp thôi, chứ không phải là mua bảo hiểm mà lo hết cho quý vị từ đầu tới đuôi. Nên vì vậy cái đó nó cũng tiết kiệm cho quý vị rất là nhiều tiền chứ không phải là ít. À, tại vì giống như Khanh nói, những cái bảo hiểm mà lo về cái chuyện việc khẩn cấp á, nó rẻ rất là nhiều so với cái bảo hiểm mà coi như là lo toàn cho mình toàn vẹn. Dạ vâng. Dạ thưa luật sư Khanh, và cái việc này á, cái đòi hỏi bảo hiểm y tế đối với cái việc cấp visa định cư là chỉ cho những người từ bên ngoài nước Mỹ chưa vào nước Mỹ. Còn một lần nữa xin nhắc rõ lại là những người đã vào nước Mỹ rồi mà đang làm đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú, xin thẻ xanh hay là xin quốc tịch hay gì đó thì không có bị ràng buộc cái điều kiện là phải có bảo hiểm y tế phải không ạ? Dạ đúng chị, tại vì bây giờ những cái quan tòa liên bang họ nói là những cái đơn mới để mà áp dụng ở bên nước Mỹ này nè, để mình lúc mà xin thẻ xanh á, thì cái đơn bảo trợ tài chính mới sở di trú họ đưa ra vào ngày 15 tháng 10 không được áp dụng. Và cái thứ hai, cái đơn I-944 mà sở di trú họ mới đưa ra cũng đúng ngày 15 tháng 10 đó, không được áp dụng.
Và cái thứ ba là những cái điều khoản mà bên sở di trú họ đòi là những cái người xin thẻ xanh ở bên Mỹ nhé, ở bên Mỹ phải chứng minh rằng họ có đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế cũng được, không được áp dụng. Và cái đó nó chỉ có ảnh hưởng cho những người nào hiện tại đang ở trong nước Mỹ mà đang trong cái quá trình để xin thẻ xanh, mà không cái những cái coi như là cái injunction này có nghĩa là không có được áp dụng cho những người ở nước ngoài để mà xin vào nước Mỹ qua Bộ Ngoại giao, bởi vì Bộ Ngoại giao không có được khống chế bởi vì những cái áp dụng này, Dạ, tức là coi như những là cái họ không quy có cái tương dạ thông. những cái quy định là đòi hỏi là phải có bảo hiểm y tế đó, thì hiện bây giờ những người mà đã có mặt ở Mỹ rồi đó thì họ không có bị áp dụng cái quy định này, vì nó đã có một số những cái phán quyết của tòa ngăn chặn chính Dạ. quyền Trump thực hiện chuyện đó. Còn cái phán quyết của tòa mà ngăn chặn đó không áp dụng đối với cái việc Bộ Ngoại giao đang thi hành, tức là những cái việc cấp visa cho người từ bên ngoài Mỹ tới Mỹ định cư, cho nên nó rõ ràng hai phần Dạ khác đúng. biệt. Dạ, cho tới thời điểm này thôi nha. Còn có thể là ngày mai sẽ mọi chuyện nó sẽ khác, thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị hàng tuần với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ có một câu hỏi của những người đang xem đài là EB3 đó, luật sư Khanh, nó có ảnh hưởng tới vấn đề bảo hiểm y tế không? Những người mà xin visa EB3 có phải bị mua bảo hiểm y tế hay không? Dạ thưa chị và thưa quý vị đặt câu hỏi, có chứ, bởi vì cái vấn đề EB3 là một khi quý vị qua Mỹ, quý vị sẽ là định cư, thì cái những cái quy chế về vấn đề mua bảo hiểm y tế là cho những người nào mà xin visa có ý định định cư bên Mỹ, có nghĩa là những người nào đang được thân nhân bảo bảo lãnh mà định cư qua Mỹ, hoặc là EB1, EB2, EB3, EB3, EB4, EB5, những cái người đó, những cái người nào mà xin qua Mỹ để định cư bất kỳ về cái vấn đề visa nào, giống tại vì quý vị biết là employment base nó có 5 loại là EB1, 2, 3, 4, 5, những cái đó có thể là xin định cư qua Mỹ hết, thay vì với so với thân nhân bảo lãnh lẫn nhau, thì những người đó một khi Bộ Ngoại giao họ áp dụng cái vấn đề mà coi như là phải mua bảo hiểm hoặc là phải chứng minh là có khả năng mua bảo hiểm, thì những cái người này đều phải tuân theo hết ạ. Dạ vâng, như vậy là tất cả những cái visa định cư, kể cả bảo lãnh gia đình, kể cả đi qua đây làm việc, tại Đi vì có những cư cái qua dạng làm việc. visa định cư theo dạng làm việc như luật sư nói là từ EB1 cho tới EB5 á, có đầu tư, có đi dạ làm việc theo dạng lao động không có tay nghề hoặc là tay nghề, vâng. Dạ, như vậy xin bây giờ nhận câu hỏi của quý vị liên quan tới chủ đề di trú nha. Bây giờ có những câu hỏi khác không liên quan tới cái việc mà bảo hiểm với visa định cư nhưng mà liên quan tới vấn đề di trú, thì xin quý vị cứ lần lượt gửi vào đây. Câu hỏi hiện bây giờ mà chúng tôi thấy đang trước mắt đó là bố có thẻ xanh thì có thể bảo lãnh cho con gái 10 tuổi hay không? Nếu bảo lãnh được thì đứa trẻ có phải đi phỏng vấn hay không? Thông thường người bố mà có thẻ xanh thì có thể bảo lãnh con gái dưới 10 tuổi được chứ. Dẫu sao là con gái, con cái dưới 21 tuổi hoặc con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì cái người thẻ có thẻ xanh họ có thể bảo lãnh được. Dạ, và đứa Và cái bé này mới 10 cũng tuổi thì có phải đi phỏng vấn hay không? cái này thì thông thường sở di trú họ sẽ gọi đi phỏng vấn, bởi vì họ bắt buộc xin lỗi, không phải sở di trú mà Bộ Ngoại giao họ sẽ gọi đi phỏng vấn, bởi vì họ phải gọi đi phỏng vấn để mà họ gặp, để mà họ cấp cái thị thực. Thì Khanh thấy là có, Khanh có làm nhiều hồ sơ cũng coi như 10, 12, 13, 14 tuổi rồi đó, gọi đi phỏng vấn hết rồi. Không có trường hợp nào mà miễn phỏng vấn cả. Ngô Bảo Anh hỏi là diện F2B 2015 gần tới ngày mở hồ sơ mà chưa được chấp thuận thì phải làm sao? Thưa quý vị, cái diện F2B 2015 thì đúng là cái ngày ưu tiên cũng sắp trùng với cái ngày đáo hạn của Sở Di trú rồi. Nếu mà cái hồ sơ này chưa được chấp thuận á, thì quý vị có thể nói cái người bảo lãnh quý vị á, đứng ra để mà viết một lá thư vào Sở Di trú hỏi là ồ, cái hồ sơ này sắp được đáo hạn rồi mà tại sao chưa có được chấp thuận, thì quý vị phải liên lạc với Sở Di trú liền. Tại vì nếu mà cái hồ sơ quý vị 2015 mà không biết tháng nào, thì bây giờ bên cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 8 tháng 7 2014, thì nếu mà tháng giêng 2015 thì quý vị cũng cách nhau cỡ 4 5 tháng thôi, thì quý vị nên liên lạc với Sở Di trú để coi là họ, cái hồ sơ họ ngâm, tại sao họ ngâm lâu vậy, bởi vì cái này cũng là coi như gần 4 năm rồi. Dạ vâng. Bây giờ câu hỏi của Trương Văn Định là thẻ xanh ở Mỹ 4 năm có được bảo trợ tài chính cho thân nhân hay không ạ? Ồ dạ được chứ, một khi quý vị có thẻ xanh, cho dù quý vị có 1 năm, 2 năm, 1 tháng, 2 tháng, mà nếu mà quý vị có thu nhập và quý vị có thể chứng minh rằng là quý vị có thu nhập và quý vị có khai thuế, thì quý vị có thể đứng ra để làm cái bảo trợ tài chính. Thông thường Khanh nói hơi quá, bởi vì có mấy cái người nào có thẻ xanh mới 1 2 tháng thì vấn đề thuế má họ không có, nhưng mà họ có thể chứng minh rằng là họ có công ăn việc làm
và cái chỗ làm đó có thể viết lá thư rằng là cho cái người này mới làm nhưng mà cái mức lương của họ như vậy, thì quý vị có thể dùng cái đó để mà gửi vào thay vì quý vị có giấy thuế. Tại vì quý vị biết thuế thì phải khai mỗi sau cuối năm, thì một khi quý vị có thẻ xanh, quý vị có công ăn việc làm, quý vị có bảng lương, quý vị có tài khoản trong ngân hàng và số tiền trong ngân hàng, và một khi quý vị có đầy đủ coi như là bằng chứng để chứng minh rằng là quý vị hơn cái số 125% của cái mức tối thiểu mà lương mà quý vị phải có bên với Federal Poverty Level đó, thì quý vị có thể đứng ra làm cái người bảo trợ tài chính lúc nào cũng được, Dạ chứ vâng. không cần quý vị phải đợi 1 năm hoặc 2 năm hoặc 3 năm. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh câu hỏi của Mến Võ. Chồng tôi có quốc tịch Mỹ, tôi được giấy xét duyệt tháng Giêng năm nay. Khoảng bao lâu nữa thì tôi được chấp nhận để bảo trợ tài chính? À, thưa chị nói giấy xét duyệt có nghĩa là hồ sở di trú họ nhận được cái đơn I-130 đúng không? À, nếu mà sở di trú họ nhận được cái đơn I-130 và họ chưa chấp thuận thì cái hồ sơ của chị cũng chưa đi đâu tới đâu. Bởi vì sở di trú phải chấp thuận cái đơn I-130 trước, rồi xong họ sẽ báo cho chị biết là họ chuyển cái hồ sơ này qua bên trung tâm thị thực để mà chị làm cái phần còn lại. Nếu mà tới lúc bây giờ chị vẫn chưa nghe sở di trú chấp thuận hồ sơ thì chị vẫn phải ngồi đợi, và cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ nếu mà chấp thuận trong vòng tháng này tháng tới á, thì ít nhất cũng cỡ tháng 10 tháng 11 năm tới, nếu mà làm hồ sơ xong hết hoàn tất hết với trung tâm thị thực thì chị mới có cái cuộc hẹn. Còn nếu mà chị không có cái mà lúc mà cái phần mà chị làm với bên trung tâm thị thực nó bị đình trệ hoặc là bên sở di trú họ đòi chị phải bổ sung giấy tờ thì cái thời gian chị đợi nó sẽ kéo dài lâu hơn. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Lan, tôi sang Mỹ đang đính hôn chồng tôi quốc tịch. Chúng tôi kết hôn sau 1 tuần, tới nay đã được hơn 4 tháng. Nay tôi muốn xin thẻ xanh thì có mua bảo hiểm rồi mới được cấp thẻ xanh hay không? À, thưa chị, không, cái vấn đề là Khanh nói là hiện tại bây giờ cái luật mà bắt buộc những cái người mà đang ở bên Mỹ để mà xin thẻ xanh phải mua bảo hiểm y tế đó thì đang bị ngăn chặn lại, tòa liên bang đang ngăn chặn lại, không có được nói sở di trú không có được áp dụng cái luật đó, nên cái này không có cần thiết cho chị. Dạ. Nếu mà chị muốn xin thẻ xanh chị vẫn làm bình thường mà không có cần phải để ý tới về cái vấn đề mà phải mua bảo hiểm y tế cho chị ngay lúc này. Dạ, câu hỏi kế tiếp, vợ chồng tôi qua đây diện F4 bây giờ đang ở nhà gọi là có trợ cấp á, Public Housing Section 8. Vậy có ảnh hưởng tới người bảo lãnh hoặc có ảnh hưởng gì khi vợ chồng tôi thi quốc tịch hay không? À, thưa quý vị, thì thông thường á, là cái người làm cái đơn bảo trợ tài chính cho quý vị lúc mà quý vị qua, họ có viết rõ ràng, họ có ký với sở di trú trong cái đơn bảo trợ tài chính rằng là họ sẽ không có để cho quý vị sống dưới cái mức lương tối thiểu là 125% của cái Federal Poverty Level đó. Mà một khi quý vị có xin Section 8 housing, có nghĩa là quý vị báo là quý vị thu nhập rất là thấp, thấp hơn cái mức lương đó. Nên vì vậy, đầu năm nay Khanh và chị Trà My cũng có làm cái show và nói về ông Trump. Ông muốn rằng là những cái tiểu bang mà quý vị đang ở đó, họ phải bắt đầu họ đi kiện lại hoặc là đòi lại những cái số tiền mà tiểu bang đã chi ra cho những cái người mà được bảo trợ tài chính và đang trong cái tình trạng là coi như là xin phúc lợi xã hội, thì họ muốn rằng là những cái tiểu bang này phải đi kiện những cái người đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài chính đó để mà quy lại cái số tiền cho họ, cho tiểu bang, bởi vì họ đã chi ra những số tiền này cho những cái Vâng, người tại được vì bảo quy lãnh định đó qua. là theo đúng luật đó là người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm 10 năm Dạ đúng. đối với người được bảo lãnh, tức là 10 năm đó phải bảo trợ tài chính, phải làm sao để mà bảo đảm được cuộc sống của người mà mình bảo lãnh. Mà trong lúc đó mà cái người bảo lãnh đi xin trợ cấp xã hội, tức là trở thành gánh nặng xã hội rồi, thì bây giờ chính quyền Trump muốn quy trách nhiệm cho người bảo lãnh là truy thu tất cả những gì mà người được bảo lãnh đã nhận của nhà nước, thì bây giờ người bảo lãnh phải trả lại cho nhà nước. Và thông thường là giống như chị Trà My nói, cái thời gian mà cái người đứng ra bảo trợ tài chính họ phải chịu trách nhiệm, một là 10 năm và hai là từ lúc mà cái người bảo lãnh qua tới lúc họ nhập tịch, cái thời gian nào nhanh nhất thì cái trách nhiệm đó mới cắt đứt. Ví dụ quý vị đợi 15 năm quý vị mới nhập tịch thì cái trách nhiệm của người đứng ra làm bảo trợ tài chính họ cắt đứt ở 10 năm. Và nếu mà quý vị đợi tới 5 năm xong từ lúc quý vị có thẻ xanh rồi xong quý vị xin nhập tịch, thì một cái ngày quý vị nhập tịch đó là cái trách Người nhiệm bảo của lãnh người hết bảo trách trợ tài nhiệm. chính họ sẽ bị cắt đứt. Dạ. Nên vì vậy quý vị phải coi là rất là rõ ràng. Cái vấn đề không phải là quý vị đợi tới lúc mà quý vị nhập tịch thì sở di trú họ sẽ kiện bên cái người đứng ra bảo lãnh cho quý vị. Nhưng cái này là quý vị đã xin cái Section 8 housing rồi và quý vị cũng đã dùng cái phúc lợi của xã hội rồi. Thì nói chung hiện tại bây giờ nếu mà ông Trump ổng thúc đẩy cái vấn đề này thì tiểu bang
nếu mà họ có đủ coi như là nguồn nhân lực. lực để mà họ đi kiện á, thì họ sẽ bắt đầu họ đi kiện những cái người mà đứng ra làm những cái đơn bảo trợ tài chính này và đòi là quy ngược lại số tiền đó cho họ, cho tiểu bang, bởi vì quý vị đã xài cái phúc lợi xã hội này rồi. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mà bị kiện tụng đó thì cái người mà được bảo lãnh này họ sắp sửa thi quốc tịch thì họ có bị cản trở gì không? Tại vì ô anh đã nhận những cái phúc lợi xã hội như vậy đó thì chắc có lẽ là tôi không cho anh vào quốc tịch chẳng hạn, có vấn đề đó không? Dạ không ạ, thưa chị không, bởi vì bây giờ ngay cái lúc này cái đơn N400 không có nói gì về cái vấn đề là họ sẽ bác đi cái đơn này nếu mà quý vị đã có xin phúc lợi xã hội rồi. Hiện tại bây giờ cái trách nhiệm là thuộc về cái người đứng ra làm cái bảo trợ tài chính cho quý vị thôi, chứ không phải là cho cái đúng là cái người mà xin cái phúc lợi xã hội ngay lúc này. Nhưng mà từ đây tới trong tương lai, Khanh không biết trong tương lai bao xa, nếu mà ông Trump ông có chỉnh sửa lại về cái vấn đề mà ai mà xin phúc lợi xã hội mà xin nhập tịch thì sẽ có vấn đề đó. Nếu mà ông có làm như vậy thì quý vị có thể có vấn đề. Nhưng mà bây giờ hiện tại Khanh không có thấy cái việc đó như vậy. Dạ Nên vâng. vì vậy bây giờ quý vị vẫn có thể xin nhập tịch bình thường, không có vấn đề gì cả. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Khoa Nguyễn diện EB3. Khi mà có I-140 chấp thuận và giấy cấp lao động, cho phép lao động á, thì từ đó cho tới vòng phỏng vấn lãnh sự em nghe nói là cơ hội bị rớt rất là cao, có đúng hay không? Dạ thưa, tùy cái hồ sơ và tùy cái vấn đề là lúc mà phỏng vấn á, là quý vị đưa ra bằng chứng gì về cái vấn đề là quý vị có đủ kinh nghiệm để mà làm cái công việc ở bên nước Mỹ hay không, và giống như công ty bên nước Mỹ vẫn còn có muốn thuê quý vị hay không, hoặc là công ty bên nước Mỹ còn có đủ khả năng để trả cho quý vị một khi quý vị qua hay không, chứ không phải là cái đơn I-140 chấp thuận là cái cơ hội mà quý vị rớt rất là cao. Tại vì thông thường cái đơn I-140 nó cũng giống như cái đơn I-130 thôi. Một khi cái đơn nó chấp thuận có nghĩa là bên sở di trú họ đã nói rằng là ok, họ thấy cái chứng chỉ lao động của quý vị rất là tốt. Họ thấy công ty cũng rất là ok, công ty vẫn là muốn coi như là thuê quý vị. Nên vì vậy họ chỉ đẩy quý vị qua bên lãnh sự để mà coi như là làm cái cuộc phỏng vấn. Mà ngay cái lúc cuộc phỏng vấn đó tùy theo quý vị trả lời như thế nào, tùy theo những cái hồ sơ quý vị chuẩn bị cho bên lãnh sự quán như thế nào, thì tới lúc đó họ có thể nói là họ tin là có thể là công ty này không có thuê quý vị, hoặc họ tin là quý vị nghĩ là quý vị không có đầy đủ khả năng để mà làm công việc này, thì tới lúc đó họ có thể bác. Còn nếu mà hồ sơ của quý vị chắc nịch không có vấn đề gì thì họ không có lý do để là họ bác cái hồ sơ của quý vị cả. Dạ vâng. Câu hỏi của Nguyễn Hưng My là du học sinh ở Mỹ được 4 năm rồi, ở Boston mới kết hôn, chồng quốc tịch Mỹ, kết hôn tháng 9 năm nay, sau đó có nhờ dịch vụ làm giấy tờ để xin thẻ xanh, đang chờ lăn tay. Trong thời gian này muốn dọn qua Texas thì có cần phải thay đổi địa chỉ hay không? Có bị làm chậm trễ giấy tờ hay không? Dạ thưa quý vị, có luật di trú nói là nếu mà quý vị có di chuyển và quý vị có ở một nơi khác á, thì trong vòng 15 ngày sau quý vị đổi địa chỉ cố định thì quý vị phải báo cho sở di trú biết. Quý vị có thể lên trên USCIS.gov, quý vị điền cái đơn nó gọi là AR11 Change of Address, quý vị có thể làm cái đó online nữa. Và một khi quý vị làm cái đó online thì thông thường sở di trú họ sẽ thấy quý vị có địa chỉ mới và họ sẽ bắt đầu họ chuyển cái hồ sơ của quý vị từ cái nơi quý vị đã ở tới cái quý vị nơi tới cái văn phòng mà có thẩm quyền nơi cái quý vị đang ở hiện tại. Thay vì quý vị ví dụ là cái người này ở đâu chị, Khanh xin lỗi Khanh không nghe Dạ, ở rõ. Boston qua Texas. Dạ thông thường nếu mà lúc mà chị không đổi address á, ví dụ chị về Texas mà chị không có đổi địa chỉ thì cái cuộc phỏng vấn và những cái lá thư từ họ sẽ gửi về Boston. Nhưng mà một khi chị về Texas, chị đổi địa chỉ về Texas thì thông thường bên sở di trú họ sẽ chuyển cái hồ sơ từ Boston về Texas, nơi mà cái văn phòng mà có thẩm quyền ngay cái nơi chị ở, để mà có cuộc phỏng vấn và những cái giấy tờ giống như là những cái hóa đơn, những cái thông báo, họ sẽ bắt đầu họ chuyển cái hồ sơ về cái địa chỉ mới của chị. Thông thường chị phải làm như vậy và Khanh khuyên là nên làm như vậy một khi chị đã chuyển cái địa chỉ cố định của chị. Dạ, và thường như vậy đó thì mất bao lâu thì mới có thẻ xanh một khi tới Texas rồi? Vấn đề hiện tại bây giờ bên Texas cái thời gian mà họ ngâm cái hồ sơ từ lúc nộp đơn I-130 tới lúc phỏng vấn theo Khanh thấy là cỡ một mấy cái hồ sơ của Khanh hiện tại bây giờ họ đang dùng 1 năm, lúc trước đây là 18 tháng mà tự nhiên có 3-4 hồ sơ trở lại thì giờ họ chỉ đợi trong vòng 1 năm thôi, nên Khanh mong rằng là đó là một cái hiện tượng mới. Bên Khanh chỉ nói về Houston thôi nhé, bên Texas, Houston Texas thì mấy cái hồ sơ của Khanh hiện tại đang có là 1 năm, Khanh gửi 1 năm rồi họ Dạ gọi vâng, phỏng vấn. câu hỏi tiếp theo là đã mở cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của mình nhưng bây giờ trong lúc chờ đợi đó, thì người em muốn đi qua Mỹ lao động thì có được hay không?
Nếu mà cái người em đó muốn đi qua Mỹ lao động thì cái người em đó phải làm EB3, thì quý vị có thể có vài cái hồ sơ song song đi với cái nào với nhau, cái hồ sơ nào chắc ăn, cái hồ sơ nào đi tới trước thì quý vị có thể đi con đường đó, chứ không phải là quý vị đã mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em rồi quý vị nói ồ không có thể làm cái hồ sơ khác được. Quý vị có thể làm nhiều hồ sơ song song cùng một lúc, cái nào tới trước, cái nào về trước và cái nào chắc nhất thì quý vị nên theo cái đó. Chứ ví dụ quý vị đã có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em, quý vị muốn làm cái EB3 mà cái EB3 nó nửa này nửa nọ mà không có biết là có được hay không, quý vị vẫn có thể làm, nhưng mà một khi quý vị bị bác cái đó thì có nhiều quý vị bị tốn tiền, nhưng mà tùy theo sở di trú hoặc bác như thế nào. Nếu mà bên sở di trú hoặc bộ ngoại giao bác bằng nói là ồ cái hồ sơ này gian lận, thì cho dù sau sau này quý vị cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em quý vị tới tới phiên để mà đi, thì bên bộ ngoại giao và sở di trú hoặc có thể nói là ồ no, cái hồ sơ EB3 hồi xưa gian lận, bây giờ quý vị không thể đi được. Nên vì vậy quý vị có thể làm rất là nhiều cái hồ sơ song song với nhau, nhưng mà một là phải làm đúng theo luật, và cái thứ hai cái nào chắc hãy làm, chứ cái nào không có chắc thì không nên làm. Dạ, cũng còn một câu hỏi tương tự là đang có hồ sơ bảo lãnh mà muốn đi du học thì có cơ hội đậu được cái visa du học không? Dạ có chứ, Khanh có nhiều người thân chủ họ cũng đã làm như vậy rồi, thì nói chung là mình phải chứng minh rằng là ồ mà lúc mà mình xin du học á, thì mình chỉ nói là ồ tôi muốn đi du học, một khi du học xong tôi sẽ về, cho dù tôi có hồ sơ bảo lãnh hoặc là tôi có cái đang người được bảo lãnh ăn theo. Cái đó có xảy ra rất là nhiều lần, bởi cái visa đi học cái vấn đề chính là quý vị một là đủ cái khả năng để đi du học, và cái thứ hai quý vị đủ tài chính để mà trả chi trả cho quý vị cho lúc mà quý vị đi du học, và cái thứ ba quý vị có thể chứng minh rằng là quý vị sẽ quay về Việt Nam hoặc là quay về cái nước mẹ đẻ của quý vị một khi quý vị du học xong để mà đợi cái phần còn lại, thì cái đó không thành vấn đề. Dạ, câu hỏi tiếp theo, cảm ơn luật sư. Con gái còn có quốc tịch đó thì bảo lãnh ba mẹ mất bao lâu? Thông thường con cái có quốc tịch cũng bảo lãnh bố mẹ thì thông thường cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi. Bây giờ Khanh chỉ nghĩ là 10, Khanh sẽ nói là 1 năm rưỡi đi. Tại vì vấn đề là bây giờ cái đơn I-130 sở di trú họ lấy hơi lâu để mà chấp thuận. Thông thường là cỡ 6 tới 9 tháng, nhưng bây giờ Khanh thấy có nhiều trường hợp quá 9 tháng luôn mà họ vẫn chưa chấp thuận. Dạ, câu hỏi của Nên Minh Nguyễn, nghe nói là chính phủ cho người Việt Nam qua Mỹ làm diện lao động trong nông trại với thời hạn visa 180 ngày, có đúng hay không? Xin luật sư cho biết. dạ thưa không ạ, cái visa 180 ngày đó thông thường là cái visa đi du lịch, không phải đi du lịch 180 ngày, đúng là 6 tháng cái visa đi du lịch. Thì cái visa đi du lịch đó quý vị không có thể nào làm, cái visa đi du lịch nó có hai cái visa, một là đi du lịch hoặc hai là đi cho cái business một chút thôi. Thì nhưng mà vấn đề là cho dù quý vị xin cả cái visa đi qua để mà dự hội thảo hay business á, hoặc là cái visa đi du lịch, thì trong cái thời gian đó quý vị không có thể nào được đi làm. Một cái visa đi du lịch mà quý vị có thể đi làm á, nó gọi là cái cho những người nanny của cái những cái người mà từ nước ngoài vào nước Mỹ để mà làm qua cái L1 hay gì đó, thì cái visa đó nó riêng biệt, là nó nói là cho những cái người người vú em Giúp hoặc là việc những người giúp nhà, việc trong gia đình đó. Thì đó cái đó là đúng là cái visa họ chỉ cho ở 6 tháng, nhưng mà quý vị vẫn có thể xin gia hạn tới coi như là 4 5 lần, có nghĩa là 8 lần ở đây, có nghĩa là mỗi 6 tháng quý vị xin gia hạn lại. Nhưng mà cái chức vụ của quý vị sẽ là một người vú em hoặc là cái người giúp việc nhà cho những cái người từ nước ngoài họ vào để họ làm việc. Chứ vấn đề mà cái người đặt ra câu hỏi là nói là ồ có visa là cho qua đây để làm nông nghiệp trong vòng 180 ngày hay không? Cái đó là không có nha, không có. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo đó là em phỏng vấn hồi 4 tây tháng 11, tức là cách đây có mấy ngày. Họ không hỏi về bảo hiểm y tế gì hết. Em phỏng vấn đậu rồi. Vậy bao lâu em có visa? Thông thường nếu mà quý vị đã phỏng vấn đậu rồi thì thông thường trong vòng 2 tuần thì bên lãnh sự quán họ sẽ gửi cái hộ chiếu của quý vị có cái visa gọi kèm về cho cái địa chỉ mà quý vị đã điền trong cái đơn DS-260. Nên cũng sắp rồi, Khanh nói là 2 tuần nhưng thông thường cỡ 3 tới 5 ngày sau họ gửi về thôi. Dạ, câu hỏi tiếp theo hơi rắc rối. Tracy Bùi hỏi là em đi qua đây theo diện visa du lịch, em không quay về. Sau đó 1 năm em kết hôn và chồng em đã làm thủ tục bảo lãnh em và 3 đứa con. Hồ sơ bị từ chối, không biết lý do, cũng không biết làm thế nào để tiếp tục kháng cáo. Sau đó vài tháng ly hôn. Bây giờ em có người mới muốn tiến tới hôn nhân nữa. Xin hỏi em có thể làm lại hồ sơ bảo lãnh với người mới hay không? Thưa chị, lúc mà sở di trú điền từ chối cái đơn đầu tiên đó, họ phải đưa ra một cái lý do, chứ chị không, mình không có thể nào nói mình không biết lý do được nhé. Thì cái hồ sơ thứ hai của chị có nghĩa là chị cưới người mới đó,
Vấn đề là cái người đó bảo lãnh chị được hay không, phải quay lại cái hồ sơ đầu tiên, coi cái lý do tại sao sở di trú họ lại bác cái hồ sơ của chị. Nếu mà cái hồ sơ đầu tiên mà sở di trú họ bác bởi vì họ nói là cái cuộc hôn nhân là gian lận, thì cho dù chị cưới 10 người sau này nữa, hoặc là cái vụ cưới hỏi của chị với cái người thứ hai nó là thật đi nữa, vẫn không có thể nào mà tiến tới được thẻ xanh. Và chỉ có thể một là cái người cũ họ phải làm cái đơn bảo lãnh lại và phải chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân đó là thật. Hai, chị kiện sở di trú, chị nói rằng là sở di trú sai khi họ phán quyết là cái hồ sơ cũ là gian lận. Khanh chỉ nói cái này bởi vì Khanh không có biết cái lý do tại sao mà sở di trú họ bác đi cái đơn đầu tiên của chồng chị mà bảo lãnh cho chị. Nên chị phải tìm hiểu cái lý do rất là rõ ràng. Nếu mà họ chỉ nói họ bác đi bởi vì hai người không có đi phỏng vấn, hoặc là hai người bỏ cái hồ sơ mà họ không có nói gì hết về cái vấn đề làm gian lận á, thì cái người thứ hai vẫn có thể bảo lãnh cho chị và con riêng của chị. Còn nếu mà họ có sở di trú họ bác đi, họ nói là ồ cái hồ sơ này là giả, thì cơ hội của chị để xin thẻ xanh qua cái người thứ hai coi như là có thể là coi như con số không hoặc rất là thấp. Dạ, và cũng một cái lưu ý nữa là hiện bây giờ tình trạng di trú của chị hiện giờ là bất hợp pháp. Cho Dạ nên là đúng. dạ, là một điều rất đáng quan Và ngại. ngay lúc này mà cái hồ sơ của chị đã xin bất hợp pháp đó, thì sở di trú họ có thể đòi chị ra ra tòa để mà trục xuất chị nữa chứ không phải là không. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo. À, trước khi đọc những câu hỏi tiếp theo thì mình cũng lưu ý là mình cũng lố thời gian rồi, nhưng mà để lên tinh thần cho luật sư Khanh một chút xíu là có quá nhiều những lời bình luận luật sư Khanh đẹp trai quá, luật sư Khanh là thần tượng của tôi, thành ra cái đó lên tinh thần chút xíu mình dành thêm một chút thời gian nữa nhé. Xin luật sư Khanh khoảng 50 phút nữa tại vì quá nhiều câu hỏi. Cho tôi hỏi là chúng tôi quen nhau nhưng chưa gặp mặt. Bây giờ chúng tôi mở hồ sơ bảo lãnh được hay không? Tôi và chồng cũ không có kết hôn. Con trai thì mang họ của tôi, vậy tôi có cần phải làm giấy xác nhận cho cha của con, cho cha của con tôi hay không? Thưa chị đặt câu hỏi. Thông thường á, lúc mà quý vị muốn làm bảo lãnh thì có hai cách, một là bảo lãnh theo hôn thê hoặc là hôn phu, hoặc là hai là bảo lãnh theo diễn cưới hỏi. Hôn thê hôn phu thì cái luật nó bắt buộc là quý vị phải gặp lẫn nhau trong vòng 2 năm vừa qua, quý vị phải gặp lẫn nhau ít nhất là một lần. Và nếu mà trong tình trạng quý vị gặp không được á, thì quý vị phải đưa ra lý do rằng là một là cái đạo của quý vị không có thể cho quý vị gặp nhau trước khi cưới hoặc là nào đó, hoặc hai là quý vị có vấn đề tài chính nào đó rất là nghiêm trọng nên cái người bảo lãnh quý vị không có thể về gặp quý vị được. Thì một khi quý vị chứng minh một trong hai cái đó trong cái hồ sơ hôn thê hôn phu nhé, thì coi như sở di trú họ có thể miễn đi cái cuộc gặp. Hoặc không á, nếu mà quý vị muốn làm hồ sơ hồ thê hôn phu hoặc hôn thê, quý vị bắt buộc phải gặp, trừ khi quý vị có thể chứng minh một trong hai cái sự kiện nó xảy ra. Còn nếu mà về quý vị muốn làm hồ sơ đám cưới á, bắt buộc phải gặp, bởi vì làm sao quý vị có thể cưới được mà lấy cái hôn thú được mà nếu mà không có cái mặt của cái người từ nước ngoài về. Nên vì vậy cái đó trả lời cái câu hỏi cho quý vị về cái vấn đề cần gặp mặt hay không. Còn cái vấn đề thứ hai, quý vị có con với người bố của quý vị mà coi như hai người không có hôn thú, thì trước hết quý vị coi lại trong cái giấy khai sinh của con quý vị có tên của người bố hay không. Nếu mà trong giấy khai sinh không có tên người bố thì quý vị không có cần phải xác nhận người bố làm cái gì. Bởi vì một khi quý vị xác nhận người bố là ai, lúc mà quý vị được bảo lãnh và quý vị muốn đưa người con này qua nước ngoài thì quý vị phải có cái sự đồng ý của người bố trên giấy tờ và phải được bên phường họ xác nhận là cái người bố có nói như vậy, là người bố sẽ cho quý vị độc quyền để đưa con cái của quý vị ra khỏi nước Mỹ. À, xin lỗi, không phải ra khỏi nước Mỹ mà ra khỏi nước Việt Nam. Còn nếu mà quý vị không trong cái giấy khai sinh quý vị con quý vị không có tên người bố thì quý vị không cần xác nhận, và tới lúc mà quý vị được bảo lãnh đi, quý vị cũng không cần phải có một cái đơn thỏa thuận của người bố ruột nói rằng là cho con của quý vị ra nước ngoài của quý vị. Nên cái nó tùy thôi. Nếu mà có tên trong khai sinh thì cần phải có cái giấy người bố cho phép quý vị đưa ra ngoài, còn nếu không có tên trong khai sinh thì tùy quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh. Góp ý của một người bạn đang xem chương trình đó là nên một tuần một hai lần, tại vì câu hỏi quá nhiều, không có đáp ứng đủ nhu cầu. Dạ, cái này tùy chị và đại. Dạ, nếu như mà mỗi một
phút mỗi một giây, mà trong cái lúc mà mình trực tiếp chương trình này, hiện bây giờ Trà My nhìn lên đây là thấy 576 người đang theo dõi mỗi giây. Nếu mà giữ được cái mức mà 600 người theo dõi từng giây như thế thì chúng tôi sẽ cố gắng làm hai lần một tuần, xin hứa với quý vị. Vậy thì quý vị cần phải giới thiệu cho nhiều người cần biết nữa để họ xem cùng lúc với mình nha. Tức là trong lúc mình xem á, mình like hoặc mình share. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Câu hỏi kế tiếp: tôi đang vướng nợ nần dân sự thì khi bị xét lý lịch tư pháp á, trước khi đi định cư á, có ảnh hưởng gì không? Thưa quý vị, cái lý lịch tư pháp đó chỉ nói về cái vấn đề hình sự thôi, coi như là quý vị đã bao giờ bị phạm tội hình sự hay không, không có nói gì về là nhân sự cả. Nên vì vậy cho dù quý vị đang thiếu tiền về những kiện tụng về nhân sự thì cái này nó sẽ không có hiện lên trong cái lý lịch tư pháp. Nhớ rõ nha, bên sở di trú họ không có để ý tới vấn đề nhân sự của quý vị như thế nào, họ chỉ để ý về cái vấn đề hình sự của quý vị thôi. Nhưng mà có nhiều lúc nhân sự và hình sự đi tay trong tay, có nghĩa là quý vị bị tội hình sự xong chuyển qua hồ sơ nhân sự bị kiện tụng để bồi thường thì cái đó nó tùy. Còn nếu mà quý vị chỉ bị kiện nhân sự bởi vì quý vị phá hợp đồng, không tuân theo hợp đồng, mà nói chung là trên hình sự quý vị không có vấn đề gì hết, thì nói chung cái lý lịch tư pháp của quý vị sẽ không có vấn đề gì luôn. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Về cái chuyện mà mình đang nói là bảo hiểm y tế đó, thì cái diện bảo lãnh khai quanh có bị ảnh hưởng hay không? Thưa quý vị, thì hiện tại K1 đó, nó hơi kỳ một chút. Thì cái này Khanh cũng muốn nói với quý vị luôn, cái mà những cái người nào mà xin visa định cư, có nghĩa là xin visa để mà qua Mỹ mà có thẻ xanh đó, thì họ bắt buộc là họ, nếu mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái áp dụng đó, thì bắt buộc là phải chứng minh rằng họ có khả năng để mà mua bảo hiểm y tế, hoặc cái người đứng ra bảo lãnh mua bảo hiểm y tế cho họ. Nhưng mà những cái visa khác, cái kiểu mà loại non-immigrant, giống như visa đi du lịch, visa đi làm dưới dạng H1B, visa intra-company transferee, visa đi du học, những cái visa đó bao gồm cả cái K1 visa. Cái K1 đó, nó hơi đặc biệt một chút. Cái K1 nó nói là một cái loại không định cư, non-immigrant. Bởi vì cái K1 visa chỉ cho quý vị vào nước Mỹ, và trong vòng 90 ngày từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ, quý vị phải cưới cái người được đứng ra bảo lãnh cho quý vị, và sau đó quý vị lại phải điền cái đơn xin thẻ xanh bên Mỹ. Nên vì vậy cái K1 visa nó không có thuộc về cái phạm vi ở bên Bộ Ngoại giao bắt buộc là quý vị phải chứng minh rằng là quý vị phải mua bảo hiểm y tế cho quý vị, bởi vì cái đó không phải là một cái immigrant visa. Cái K1 visa là một cái non-immigrant visa, có nghĩa là không có ý định ở lại. Nhưng mà nó hơi mắc cười, bởi vì một khi quý vị có cái K1 rồi, quý vị qua Mỹ, quý vị phải cưới cái người bảo lãnh, và cái người bảo lãnh đó họ sẽ làm thẻ xanh cho quý vị bên Mỹ. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao họ có thể họ nói là có thể thôi nhé, có thể Bộ Ngoại giao họ sẽ bắt quý vị, nhưng mà Khanh nghĩ không đâu. Bởi vì cái non-immigrant là cái K1 là non-immigrant, nhưng mà Khanh nghĩ là có thể Bộ Ngoại giao họ sẽ nói ồ, bởi vì nhắc gì quý vị cũng qua Mỹ xin thẻ xanh, nên bây giờ chúng tôi muốn là phải quý vị phải chứng minh rằng là quý vị có khả năng mua ngay lúc này, bởi vì cái visa này nhất gì nó cũng đưa đến một cái thẻ xanh thôi. Thì có thể Bộ Ngoại giao họ bắt buộc như vậy, nhưng mà mình có thể cãi rằng là cái K1 là cái non-immigrant, có nghĩa là không có ý định cư. Tới lúc mình qua Mỹ mình mới có ý định cư hay không, tại vì lúc mà qua Mỹ nếu mình cưới người đó thì mình mới xin định cư, còn nếu mình không cưới thì mình vẫn có thể quay về lại nước của mình. Rất là tùy. Dạ vâng, mẹ bảo lãnh con đó thì cần bảo trợ tài chính chứng minh bao nhiêu là đủ, thưa luật sư Khanh? Thưa quý vị, cái vấn đề bảo trợ tài chính quý vị phải coi lại là cái người đứng ra làm cái giấy hồ sơ và bảo trợ đó, trước hết cái số lượng của người của trong cái giấy khai thuế của họ là bao nhiêu. Nếu người mẹ độc thân, không có con cái nào mà dưới cái giấy khai thuế mà coi như là khai là dependent, có nghĩa là ăn theo á, thì cái mức lương mà quý vị cần phải có ít nhất là 20.000 cho hai người, cái người đứng ra bảo lãnh và cái người được bảo lãnh. Mà ví dụ cái người mẹ này có chồng và có 2-3 người con sau đó, thì quý vị phải nhớ là mỗi người thêm cỡ 5.000 nữa. Ví dụ nha, Khanh chỉ ví dụ người mẹ có chồng và có hai người con đang ăn theo, muốn bảo lãnh một người con bên Việt Nam thì tổng cộng lại sẽ là 5. Trước hết hai người là 20.000, cộng thêm người thứ ba là 5.000, 25.000, cộng thêm người thứ tư là 5.000 là 30.000, cộng theo người thứ năm thêm 5.000 nữa là 35.000. Cứ mỗi người tăng lên theo mỗi người thì cộng ít nhất là 5.000 vào. Như vậy thôi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi kế tiếp: tôi có thẻ xanh 10 năm, tôi có xin được thẻ xanh cho con tôi đang làm việc ở Mỹ theo diện R1 hay không?
R1. Dạ thưa quý vị, cái dạng R1 là cho những cái người mà đi xin tu hành đó, trừ khi quý vị có một cái ngôi chùa hoặc là một cái nhà thờ và quý vị coi như là có làm có một cái denomination quý vị đang làm đó, thì quý vị mới đứng ra để mà xin cái R1. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh, cái cách duy nhất là quý vị bảo lãnh con quý vị là điền cái đơn I-130, bảo lãnh con là coi như là quá 21 tuổi chưa lập gia đình, hoặc con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nhưng mà vấn đề quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị là người thường trú nhân, có nghĩa là người có thẻ xanh, mà quý vị bạn muốn bảo lãnh con cái quý vị hoặc là vợ chồng mà những người đó đang ở đây, thì quý vị phải nhớ rằng những người đó phải duy trì cái sự hợp pháp của hóa của họ ở nước Mỹ tới lúc ngày phỏng vấn cái hồ sơ xin thẻ xanh luôn. À, nếu mà mình không có thể duy trì cái sự hợp pháp hóa đó được, thì cho dù quý vị có làm cái hồ sơ bảo lãnh, tới lúc đó quý vị cũng không có thể nào xin thẻ xanh cho con quý vị được, hoặc xin lỗi là con của quý vị không có thể nào tự làm cái đơn xin thẻ xanh qua cái sự bảo lãnh của quý vị được. Tức là cái người con này đã ở đây rồi, đang làm việc theo diện R1, và người mẹ có thẻ xanh, có thể xin thẻ xanh cho cái người đó hay không? Dạ không. À, có thể đứng ra làm cái đơn bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, chứ không có thể nào mà đứng ra làm cái đơn xin bảo lãnh qua dạng R1, bởi vì R1 cần cái ngôi chùa hoặc nhà thờ đứng ra làm, chứ không phải là quý vị. Xin hỏi câu hỏi của Tài Nguyễn đó là theo diện kết hôn bao lâu thì phỏng vấn? Tôi nộp đơn 6 tháng rồi, sở di trú chấp nhận hồ sơ rồi, khi nào được phỏng vấn ạ? À, một khi sở di trú chấp nhận cái hồ sơ K1 thì trước hết là sở di trú sẽ gửi cái hồ sơ đó về bên lãnh sự quán ở bên thành phố Hồ Chí Minh á. Một khi quý vị nhận được cái đơn của lãnh sự quán đưa số quý vị cái số hồ sơ, tới lúc đó quý vị phải làm cái bộ phận còn lại, coi như là điền cái đơn DS-160, làm nguyên cái bộ bảo trợ tài chính riêng của cho cái đơn I-134, gửi hết về cho cái người hôn thê của quý vị bên Việt Nam, lên cái lịch trình hẹn với bên lãnh sự quán có cuộc phỏng vấn, tới lúc đó mới có phỏng vấn, chứ không phải là một khi cái đơn I-129F được chấp thuận là quý vị sẽ có ngày phỏng vấn. Không, quý vị còn một cái bước kế tiếp quý vị còn phải làm nữa. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Chúng tôi rất là mong là mỗi chương trình có thể giải quyết được ít nhất là 2 phần 3 số câu hỏi. Nhưng mà cố gắng lắm mãi cho tới bây giờ là cũng gần 49 phút đồng hồ. Đã lố thời gian rất nhiều rồi, 15 phút rồi mà nhìn lại thì câu hỏi vẫn còn rất nhiều. Nãy giờ chỉ mới trả lời được có 1 phần 10 mà thôi, còn nhiều quá. Cho nên có cố nữa thì cũng không có thể nào giải quyết trong một chương trình một ngày. Thành ra mời quý vị trở lại vào buổi kế tiếp là tối thứ năm tuần sau với luật sư di trú Khanh Phạm. Chúng tôi hàng tuần đều có cái chương trình trực tiếp như thế này để giải đáp thắc mắc của quý vị và để đưa tới cho quý vị những thông tin mới về vấn đề di trú Mỹ. Thì mong quý vị theo dõi, giới thiệu cho nhiều người cùng biết, like và share cái video này. Sau mỗi chương trình thì quý vị sẽ có thể xem lại và cũng có thể là những người khác sẽ được biết, tại vì những người mà kết bạn với quý vị đó mà họ thấy quý vị like hoặc là share thì họ sẽ được biết tới chương trình nhiều hơn. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị với luật sư Khanh vào tuần tới nhé, vì đã quá giờ của luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn luật sư Khanh, mình hẹn gặp lại tuần sau. À, Khanh cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã thức rất là khuya để coi chương trình với Khanh và chị Trà My. Cảm ơn quý vị Đúng rất là rồi, nhiều. phải nói là rất là khuya, ở Việt Nam bây giờ gần 12 giờ khuya rồi mà hiện bây giờ đang có 500 mấy chục người đang thức cùng với luật sư Khanh trong chương trình di trú này. Thì Trà My trân trọng cảm ơn, rất là cảm kích cái sự ủng hộ và thương yêu của quý vị dành cho chương trình. Quý vị nhớ đón xem hàng tuần nha. Và chúng tôi tối thứ hai thì có chương trình hỏi đáp về du học Mỹ, tối thứ tư thì có chương trình hỏi đáp về sức khỏe, và tối thứ năm thì có chương trình hỏi đáp di trú, tối thứ sáu thì có chương trình kinh tế. Xin mời quý vị đón xem thường xuyên. Một lần nữa trân trọng cảm ơn luật sư Khanh và cảm ơn quý vị rất nhiều. Trà My thân ái kính chào. Xin kính chào quý vị.